Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 2, tuần 3, trang 29 đến trang 31, bài 2. Làm việc thật là vui. Sách Chân trời sáng tạo. Khởi động. Nói về những việc em thích làm theo gợi ý. Chơi đàn, tưới cây, làm bánh. Trả lời. Những việc em thích làm: ca hát, nhảy múa, tập thể dục, cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Tiếp theo phần đọc. 1. Đọc. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang, ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Còn tù hú kêu tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng, cỏ xanh nuôi thỏ, nuôi bò. Cành đào hoa nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Bé cũng luôn luôn bận rộn, mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp, cũng vui. Theo Tô Hoài. Trả lời câu hỏi. Câu 1. Nói về hoạt động của từng vật, con vật được nhắc đến trong bài đọc. Trả lời. Hoạt động của từng vật, con vật được nhắc đến trong bài đọc là: đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà gáy báo mọi người thức dậy. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. Cỏ xanh nuôi thỏ, nuôi bò. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ. Tiếp theo câu số 2. Bé làm những việc gì? Bé làm những việc: làm bài, đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Câu số 3. Bé cảm thấy như thế nào khi làm việc? Bé cảm thấy vui khi làm việc. Câu số 4. Chọn từ ngữ phù hợp để nói về bé: lễ phép, chăm chỉ, thật thà. Từ ngữ phù hợp để nói về bé là chăm chỉ. Hai nhỏ viết: a, nghe viết, làm việc thật là vui, từ bé làm bài cho đến hết. B nhỏ: tìm chữ cái thích hợp với mỗi hoa. Học thuộc tên các chữ cái trong bảng. Số thứ tự chữ cái, tên chữ cái. Trả lời. Số thứ tự chữ cái, tên chữ cái. 20. Số thứ tự 20 là tên chữ cái là B. Thì các em sẽ điền vào chữ cái B ở bên đây. Tương tự các em sẽ điền
hết bạn và các em sẽ ghi nhớ. C. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với mỗi hoa. Chữ sờ hoặc chữ sờ. Chia sẻ, xung phong, sum họp. Vần en hoặc vần en. Áo, áo len. Cái, kẽn, dế mèn. Như vậy các em sẽ điền như sau. Chia sẻ, xung phong, sum họp, áo len, cái kẽn, dế mèn. Ba nhỏ, tìm từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. A. Bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân. B. Chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát. Như vậy, những từ không cùng nhóm trong mỗi dòng là: ở câu A, bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân. Từ ngữ không cùng nhóm ở dòng A là từ kết bạn. B. Chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát. Từ ngữ không cùng nhóm trong dòng B đó là từ tốt bụng,